cả nhà. Thì ở đây chúng ta cần một cái máy về mỏng nhẹ, khoảng chừng là 1,3-1,4 kg thôi. Một cái máy là được coi là hợp kim nè. Đó. Nhưng mà xem mình khỏi nha. Trước và là sau. Thì hôm nay mình review một dòng máy. Đây là chính là dòng máy Dell Latitude. Latitude ha. Và mẫu máy này đó chính là mẫu máy 7480. Với một máy mà phân khúc giá tiền tương đối là mềm. Đó, rẻ. Gọi là máy tương đối là rẻ nữa. Thì hôm nay là một vị khách ở đây là coi như là có coi như là review dòng máy mà 7480 lên. Đó. Thì đây là mình review và mời gửi để cho khách xem. Thưa các bạn, thì đối với mẫu máy này là có thể là màn hình là 14 inch Full HD IPS ngửa ra 180 độ như thế này. Thiết kế của mẫu máy này cũng tất cả các cổng kết nối cũng khá là đời mới. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là về phía đằng trước nè. Đây. Đây là về như là chất liệu là hợp kim là nhôm MC nè. Đó, phủ lớp một lớp đen ha. Rồi trên đây là mạ chrome nè. Trên đây nè. Các bạn nhìn thấy thanh này thanh mạ chrome nè, rất là chắc chắn, logo màu trắng. Bên hông này sẽ có những cái cổng kết nối như sau. Đây là vị trí về sạc nè. Vị trí đây là cổng USB Type-C nè, HDMI số ra được 4K nè, hai cổng USB 3.0 nè. Đó. Và đây là cổng LAN Gigabit nè. Trên đây. Và đây là cổng USB 3.0 nữa. Và đây là vị trí về gắn về khe SIM nè. Đó. Thẻ nhớ SD nè, Jack mic 3.5. Và thiết kế của mẫu máy này chúng ta nhìn thấy là phía trước, phía sau đều là hợp kim hết. Đây, đây là phía bằng chúng ta nhìn thấy trực diện đây nè, đây là phía bên sau Latitude 7480. Máy này có license Windows 10 bản quyền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con gốc là chúng ta gây nhất ra được. Và dòng máy này có hai khe RAM, có một cái hai khe RAM gắn được tối đa là 32GB. Wi-Fi gọi là chuẩn AC trên đây ha. Rồi, về thiết kế là bàn phím. Bàn phím này có bàn phím LED cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đây phím LED đây. Các bạn thấy không? Đó. Thì đây là những cái phím mà chúng ta nhìn thấy là phím LED để làm việc về ban đêm được ha. Đây, mình quay cận cảnh để chúng ta xem trên đây. Thấy chưa? Đó. Máy rất là đẹp. Mẫu rất là đẹp luôn trên đây. Thì những cái về bàn phím chúng ta gõ nè, cái hành trình bấm phím của phím này nè, cái độ sâu độ lún này nè rất là sâu nè, nên chúng ta gõ là rất là sướng nha. Đó, tốt bét. Thông thường như những dòng máy đeo khác không có gì. Màn hình được coi là cũng gánh như là viền màn hình khá là mỏng, cũng khá là đẹp trên đây. Và đối với dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy trên đây như sau. Về thiết kế của mẫu máy này được coi là màn hình Full HD với tấm nền IPS. Đó. Thì màn hình đây, các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là về màn hình trước đi ha. Đây. Mình sẽ quay qua đây, mời cả nhà chúng ta xem về màn hình trước. Đó. Và đối với màn hình này nè, display setting nè. Đây, 1920x1080. Độ phân giải là Full HD với tấm nền IPS. Cái màn IPS chúng ta nhìn thử là cái logo màu đà trên đây nè, không bị thay đổi về màu sắc khi mà nghiêng ra từng góc cạnh một trên đây. Cái hình logo này nè, thấy chưa? Thậm chí mình ghi ra cái góc độ rất là cao nè. Màn hình là coi như là cho phép chúng ta nhìn thấy là hình ảnh trung thực và có thể là nhìn thấy được là mọi góc cạnh được. Để nghiêng ra 180 độ này hình ảnh vẫn nhìn thấy được ha. Đó. Đó là về ưu điểm của màn hình IPS. Chống về như là nhìn cái góc nhìn nó rộng hơn. Và cái nữa là chống về như là hư mắt ha. Đó, bảo vệ mắt chúng ta. Và cấu hình của dòng máy này được trang bị như sau. Cấu hình của dòng máy Dell Latitude 7480 thì hiện tại là một mẫu máy mà được coi là trước đây là máy này là bên shop là bán rất là nhiều. Lý do là coi như là rất nhiều chuộng về dòng mẫu này. Thì hiện tại là dòng máy này là tương đối là rẻ rồi, khá là rẻ. Latitude 7480 Core i5 nè. Đó. RAM 8GB có thể gắn được tối đa trên đây là 32GB. 32GB nha các bạn. Với hai khe cắm RAM, mỗi khe là 16GB. Ultra HD Graphics nè, 620. Đây là xử lý về như là những cái phù họa thông thường như là chúng ta sử dụng về Photoshop thì đây chắc chắn có thể đáp ứng được chúng ta ha. Và về những cái trong Task Manager đây. Đây là CPU nè, i5 nè, 63 nè, RAM 8GB gắn được 32GB. Ổ cứng là SSD M2 SATA 256GB. Wi-Fi thì chúng ta nhìn thấy là hỗ trợ về 8260.
Trên wifi này thì ưu điểm cái là hỗ trợ về hai băng tần, vừa là 5G vừa là 2.4 đều được hết. Đó, 2.4 luôn nè, có luôn nè. Đó. Trên đây ha. Và cái nữa là chúng ta nhìn thấy là về mẫu máy có tất cả những cái cổng kết nối nè, cũng khá là nổi trội về như là đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Mặc dù máy phân khúc giá tương đối là mềm. Đó, cổng kết nối thì đầy đủ, không thiếu gì hết. Trên đây ha. Đó. Thiết kế là chắc chắn, nhẹ. Mẫu máy để dành cho những ai mà chúng ta về như là sinh viên, chúng ta dùng về văn phòng, chúng ta làm việc về như là học sinh, sinh viên, thì đây là mẫu máy có thể đáp ứng được công việc của chúng ta. Đó. Thì ở đây shop đang có sẵn về những dòng máy mà phân tương đối là mềm, tương đối là rẻ tiền như thế này. Đó. Ở đây Học Kim ha, mình test lại lần nữa để các bạn xem trên đây. Về phía đằng trước nè, đây trực diện của máy đây ha. Đó, clip ở đây mình cũng review để thay lời cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh trong suốt thời gian qua. Đây là một vị khách là coi như là yêu cầu là khách là kêu là review, kêu là khoảng mấy ngày nữa là khách ghé lấy nè, thấy chưa? Thì trên đây là mình cũng review sơ bộ để gửi khách xem. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách ở những clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ha.